ចំណុចទី3មួយឬក៏ចំណុចចុងក្រោយនៃការធ្វើអាជីវកម្មចំណុចនេះគឺការត្រួតពិនិត្យនិងការវាតម្លៃអាជីវកម្មកាលនេះខ្ញុំចង់ចូលរួមនៅថ្ងៃនេះគឺជាចំណុចចុងក្រោយដែលចំណុចទី6ឬក៏ចំណុចចុងក្រោយនៃការធ្វើអាជីវកម្មចំណុចនេះគឺការត្រួតពិនិត្យនិងការវាតម្លៃអាជីវកម្មកាលនេះគឺយើងអាចហៅបានថាជាការអាប់ដេតវើសិនបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើអាជីវកម្មកន្លងមកបាទគឺចន្លោះពីជំនួយទៅដល់ពី3ទៅ5ឆ្នាំហេតុអ្វីបាទខ្ញុ
một trà chiều cắm một chùm nấu một đồ chiều một thiệp là chiều một trà chiều cắm cứ thị trường chiều một khả năng chiều cắm startup SME và chẳng hai đầu bấy ban nhung lên lan để tôn tận cao trở quân tận cao về đồng lại tận lừa chiều cắm bao nhiêu đã chiều chùm một chùm cối được coi giờ thả để version cứ ca trở quân nít nâng cao về đồng lại tận lừa chiều cắm cứ miễn sản phẩm thành mình tên hai đầu bấy ban dương từ thôi chùm một chùm pin ít cứ tìm mối cứ dương ai bằng cả nơi bắt chấm lệnh bởi dưỡng thì vì dưỡng ai rẻ xa nơi sự thể được hiệu bởi chi của cảm rộng bởi dưỡng thì bây dưỡng ai cực rộng tự lựa hai nếp hệ dưỡng xế hay thì muốn cứ dưỡng ai ạp hiệu quát ai sở rộp chấm lệnh bởi ca thì sao ai cũng bổng mình bổng lệ chẳng cả lại chấm nốt để hai thai update version tự lựa ca tự lựa nâng nâng ca với tầm ai chi của cảm cứ miền buôn chấm lệnh đi để bỏ tự ai mà trả chi của cảm miền kia bởi chấm ra được cô miền bởi nhà hà ในจุดนั้นแต่ยังเตรียมตัวเป็นนักลงทุนการวิ่งกำไรนั่นคือมีความจำเป็นคือจุดนั้นที่มุ่งคือเสวนาการเจ้าเตรียมตัวเป็นนักลงทุนเสวนาการระบายยืมท่าตาเสวนาการระบายยืมบางชลายตอบจำนวนนักลงทุนการระบายในจุดไหนหรือเปล่าแต่ในขั้นขนงในขั้นกลางแต่ในนี้คือยืมเตรียมตัวเป็นนักลงทุนหรือก็ยืมเตรียมตัวเป็นนักลงทุนมาลงทุนหรือก็ยืมเตรียมตัวเป็นนักลงทุนมาลงทุนหรือก็ยืมเตรียมตัวเป็นนักลงทุนมาลงทุนหรือก็ยืมเตรียมตัวเป็นนักลงทุนมาลงทุนหรือก็ยืมเตรียมตัว
chúng ta mặc cả này cả âm đen rồi dần bao nhiêu dương trời được trục bình lặng với mấy chúng ta tìm mùi được lại hay chúng ta tìm tỷ này cả trục bình lặng nâng cao với đồng lại bao nhiêu nó cứ cả luôn và dương trời trục bình lặng với phòng bãi thà ta cả luôn bao nhiêu cả lần rồi cô cả luôn bao nhiêu lại cho đời sao một lại đã bấy mình cả ta bấy lát để thôi ấy cả luôn bao nhiêu mình cả cả lần rồi cô cả lại cho bớt sân chỉ cả luôn bao nhiêu mình cả lại cho dương trời trục bình lặng với từ lời cho này cả luôn bao nhiêu ta dương miên phần mang cho và bạn này thà được biết luôn bao nhiêu miên phần mang được biết luôn rồi cô mà show bài này cả luôn bao nhiêu miên phần mang show bài tiếp đi dương trục bình từ lời cả thu tìm sai rồi cô cả tập sai bao nhiêu miên phần mang được show bài đấy còn cả rồi cả tập sai từ lời sẽ bà cắn rồi cô là tập phần bao nhiêu là mấy ai để chốn màu tính rồi cô mà tập cho vô sẽ bà cắn bao nhiêu mà còn lại nick chưa chuẩn mới tiếp đi này cả luôn đại dương trời thua ca trục bình nâng viên đồng lại lãng bình hay chúng nói tí bây cư ca cực kron nâng rộp quản càng nghe chỉ được tư nhóm khơn mà chỉ được càng mưu tình nguồn cư rèn xe nâng chúng nói tệ toàn tình nâng ca cực kron nâng rộp quản càng nghe này cái lãi này cư dương trời trục bình tật lưu rộp quản càng nghe rộp bao nhiêu dương trời trục bình tật lưu lầm hô càng nghe rộp bao nhiêu ta mình đồng mạc ca bình nà tình á hay đồng mạc ca biên chúng nói khắc khăn này cái lãi ná hai mươi tiết dân trời thuộc phần đất tình lưu thuần thuần mình được dưỡng ta dương bàn được trong phục quát ai trời nâng cả lại người trời nâng sẽ mặt kêu trong phục quát ai được tê hai mươi tiết cứ dương trời tại thuộc cao bằng đồ mà đào phục quát hai dương trời tại miền system tình lưu thuộc cao nghĩa và mấy con ơi miền cao rèn xe tình lưu cao cực tốt nâng trọng quan cao nghĩa nơi trong lực tiên bày này hai chúng nói tiết bố này ca thuộc phần đất bằng cao bị đồng lại để chịu cao và dưỡng cứ hai vật hộ lại ní cái dương trời của đất tiền ở chỗ mình đang hành và thổ đại dương thuộc cả bậc ca chỉ được một ngày cả chậm nay chậm nâu chậm nênh và
ឬក៏ការព្យាករនិងការត្រៀមទុកនៅហេតុវត្ថុមួយយើងផ្សេងៗតើវាមានសមមាត្រនឹងគ្នាដែរទេតើវាមានការកើឡើងនិងការធ្លាក់ចុះដោយរបៀបណាឬក៏ការចំណាយដែលផ្សេងទៀតដោយវិធីណាយើងត្រូវតែវិភាគយើងត្រូវតែធ្វើការវិតម្លាយនៅចំណុចហេតុវត្ថុទាំងនោះដែរហើយចំណុចនៃការត្រួតពិនិត្យនិងការវិតម្លាយចុងក្រោយរបស់ជីវកម្មរបស់យើងដើម្បីរីកចម្រើនទៅមុខនោះគឺការធ្វើផែនការត្រៀមអភិវឌ្ឍបន្តក្នុងរយៈពេលជិតទៅគឺ5ឆ្នាំកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវតែត្រៀមនៅយុទ្ធសាស្ត្របន្ថែមទៅលើការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់យើងបន្ទាប់ពីយើងដំណើរការរយៈពេលកន្លងទៅតាមធម្មតាយើងត្រូវតែមានការអាប់ដេតដើម្បីឲ្យត្រូវជាមួយនឹងតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចតម្រូវការទីផ្សារដែលកំពុងមានឬក៏យើងត្រូវតែអាប់ដេតនៅចំណុចណាមួយដែលអាជីវកម្មរបស់យើងកំពុងខ្វះខាតឧទាហរណ៍ថាយើងកំពុងតែមានការថមថយដែលគូប្រកួតប្រជែងរបស់យើងគេមានការលុបដាច់ច្រើនជាងយើងឬក៏គេទៅមុនយើងកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវវិភាគនឹងបែបយើងអាចវិភាគជាមួយនឹង SWOT analysisឬក៏យើងយកទៅនៃផ្សេងៗទៅលើការ survey ឬក៏ការស្រាវជ្រាវជាស្ដែងហើយដាក់ចូលក្នុងផែនការត្រៀមអភិវឌ្ឍន៍បន្តរបស់យើងគឺរយៈពេល5ឆ្នាំបន្តទៅមុខទៀតបាទហើយដូចនេះចំណុចទាំង5ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅពេលនេះគឺ5ចំណុចនេះទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មបន្តតែម្ដងនិយាយទៅជាក់ស្ដែងចំណុចនេះគឺជាចំណុចចុងក្រោយនៃផែនការអាជីវកម្មរបស់យើងនៅក្នុងផែនការអាជីវកម្មមានចំណុចជាច្រើនដែលយើងត្រូវសិក្សាប៉ុន្តែក្នុងផែនការអាជីវកម្មគឺយើងធ្វើវាសម្រាប់តែចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មឬក៏អ្នកដែលចង់សិក្សាស្វែងរកពីចំណុចខ្សោយក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលបានប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរួចមកហើយគឺខ្ញុំលើកឡើងនៅចំណុចចុងក្រោយនេះគឺចំណុច update version របស់យើងនឹងគឺការត្រួតពិនិត្យនិងការវិតម្លៃអាជីវកម្មរបស់យើងបាទជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនជាពេញចិត្តទៅកាន់បងបងដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មបងបងអត្រឹកប៉ុណ្ណឹងខ្លួនឯងទៅតើយើងកំពុងមានបញ្ហានៅកន្លែងណាមួយយើងអាចទៅស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅកន្លែងនោះបានន័យថាគឺយើងត្រូវតែឆាប់កំណត់នៅអត្តសញ្ញាណនៃបញ្ហានៅក្នុងអាជីវកម្មយើងបានដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការរកដំណោះស្រាយធ្វើឲ្យបានភ្លាមភ្លាមទាន់ពេលវេលាផងដែរបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាការចែករំលែករបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ល្អទៅកាន់បងបងឬក៏បងប្អូនរបស់គ្នាបាទនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណបាទ